hướng dẫn lắp ráp giường ngủ đa năng Quen GZ02. Khách hàng nhận giường bao gồm thân giường, nệm, tựa lưng, tay vịn và bao tay vịn, thanh ngang gầm, nằm bánh xe, bộ ốc vít. Lưu ý, phụ kiện ốc vít gồm 4 bộ. Bắt đầu lắp ráp. Bước 1. Lắp thanh ngang gầm vào tay vịn. Lưu ý, đặt bát của thanh ngang hướng vào trong, hai thanh sắt ngắn của tay vịn hướng ra ngoài, túi đựng đồ lật lên trên. Bước 2. Dùng bộ ốc và lông đền số 1 để cố định. Bước 3. Tiếp theo lắp tựa lưng vào tay vịn. Bước 4. Dùng bộ ốc và lông đền số 2 cố định. Bước 5. Ráp thân giường vào khung đã ráp trước đó. Bước 6. Dùng bộ ốc và lông đền số 3 để cố định. Bước 7. Lắp 5 bánh xe vào chân giường. Bước 8. Dùng bộ ốc và lông đền số 4 cố định. Bước 9. Đặt nệm lên giường và buộc dây vào thanh sắt để giữ vị trí nệm ổn định. Bước 10. Bao tay vịn ghế với 2 tấm vải cùng màu kèm theo. Như thế là hoàn thành lắp ráp giường ngủ đa năng Quen GZ02. Chúc quý khách hàng lắp ráp thành công!